Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để viết một cái chương trình tạo ra các cái số điện thoại ảo giống y như thật bằng AMK. Thì trước tiên mình sẽ lên mạng để nghiên cứu về đầu số di động Việt Nam. Đây. Thì có ba, hiện giờ chúng ta cứ sẽ có 5 nhà mạng. Thì mình sẽ lưu những cái đầu số này vào. Đây, mình tạo một cái array là đầu số nhà mạng. Sau đó mình gọi lệnh push vào, tức là lưu các cái đầu số này vào cái array. Đầu số đầu tiên là mình sẽ chia đôi cửa sổ ra để thao tác cho nó dễ. Đây. Mình sẽ đưa vào là đầu tiên là đầu 086. Mình đếm nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 096. Mình sẽ cần phải định nghĩa lại các cái đầu số này. Những cái đầu số thì không có quy luật nên mình không thể chạy vòng lặp hay là gì. Mình cần định nghĩa thủ công. Tiếp theo là 38, 39 là xong. Thế là đã định nghĩa xong đầu số mạng di động Viettel. Mình thêm một cái mô tả Viettel. Copy Vinaphone. Mình sẽ đếm xem có bao nhiêu cái đầu số ở mạng Vinaphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mạng. Đây, mình sẽ lấy ra 8 cái. 088 này. 091 này. 094 này. 083 này. 084 này. Cái hai cái cuối là 081 và 082. Thì mục đích của mình tạo ra cái này là để tạo ra dữ liệu về các cái đầu số điện thoại thật. Thì bây giờ mình sẽ thêm đầu số nhà mạng Mobi và các cái nhà mạng còn lại ở đây. Mình sẽ bỏ qua cái bước này để tiết kiệm thời gian. Ban nãy mình đã định nghĩa xong cái danh sách các cái đầu số của nhà mạng. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái bước nhỏ, đó là tách cái việc thêm dữ liệu vào cái array này ra một cái function riêng để cho nó gọn. Mình sẽ đặt tên là định nghĩa danh sách đầu số di động nhà mạng. Mình copy tất cả nội dung trong này. Đây, có cái lệnh return ở cuối function này nhé. Các bạn chú ý cho mình là trong cái function này có cái return trả về cái array này. Bạn nào chưa rõ thì xem lại cái video hướng dẫn thao tác với function của mình đăng tải miễn phí trên YouTube đấy. Có một cái playlist miễn phí gồm hơn 50 bài học. Các bạn có thể vào đó để tham khảo. Rồi. Danh sách đầu số nhà mạng. Đây. Kết quả trả về, mình sẽ thêm một cái mô tả. Lấy danh sách đầu số nhà mạng. Thì bây giờ để biết mình lấy đúng chưa ấy thì mình sẽ làm cái vòng lặp nhé. Duyệt cái mảng này thì cái vòng lặp này thì đơn giản thôi. Mình đã làm bước này rất nhiều lần. Ở rất là nhiều video đều có chắc là phải làm trên dưới 10 lần rồi hướng dẫn duyệt mảng. Cho nên mình ở đây bước này mình sẽ không giải thích nhiều mà mình làm nhanh. Đây, kiểm tra xem nó lấy được chưa thôi mà. Thì chúng ta đã xong cái bước là tạo cái danh sách đầu số nhà mạng và kiểm tra thành công việc lấy dữ liệu. Bước tiếp theo, khi chúng ta đã có những cái đầu số này rồi ấy, thì chúng ta sẽ cần mỗi một lần tạo một cái số điện thoại ảo ấy thì chúng ta sẽ cần lấy ngẫu nhiên một cái đầu số trong này, trong cái danh sách này. Thì để có thể lấy được ngẫu nhiên ấy, thì mình sẽ sử dụng một cái thư viện
đó là để hỗ trợ lấy ngẫu nhiên cái đầu số nhà mạng. Bây giờ mình sẽ lấy một cái file AMK hỗ trợ để lấy ngẫu nhiên phân tử trong mảng ở trong kho kịch bản mẫu. Thì kho kịch bản mẫu này dành cho thành viên mua bản quyền tại tài AMK.pro. Thì mình truy cập vào kho kịch bản mẫu này, chọn này, tải xuống này. Này, đặt bên cạnh này cho dễ nhìn nhé. Ấn đồng ý, ấn tải xuống. Ok, tải về thì các bạn giải nén ra. Nó sẽ có một cái file như này. Đây, chẳng hạn, nó sẽ là có một cái file này. Các bạn đặt cùng thư mục với cái tool mà mình đang viết nhé. Rồi mình dùng chức năng import script. Chọn. Thế là chúng ta đã bấm vào mục invoke này, sẽ có một cái function mới được xuất hiện, đó là random array item. Truyền vào cái array, kết quả trả về là đầu số ngẫu nhiên. Giờ mình sẽ thử message box lên đầu số ngẫu nhiên 070. Đấy. Thế là chúng ta đã có đầu số giống thật rồi. Phần tiếp theo là một cái số điện thoại của Việt Nam di động ấy, thì nó sẽ có 10 10 số. Thì đầu số đã chiếm 3 rồi, thì bây giờ chúng ta cần tạo ra ngẫu nhiên 7 số nữa bằng hàm random number. Rất đơn giản thế thôi. Một từ 1.000 cho tới 1 2 3 4 5 6 7. Đấy. Số cuối mình đặt là 7 số cuối nhá. 7 số cuối. Tiếp theo mình dùng lệnh string format để nối đầu số ngẫu nhiên và 7 số cuối ngẫu nhiên vào. Cái này cũng là ngẫu nhiên bằng cách là %s%s. Đầu số ngẫu nhiên 7 số cuối. Đấy, số di động ngẫu nhiên. Cho vào một cái vòng lặp. Message box lên. Chạy thử. Rồi. Phải là số di động ngẫu nhiên. Mình nhầm. Chạy. Đấy, số bây giờ của chúng ta rất là thật luôn. Thì có nhiều trang web họ yêu cầu nhập số điện thoại vào. Nhưng mà nếu mà mọi người chỉ dùng những cái hàm random number ấy, thì số điện thoại nó sẽ không đúng định dạng và nó họ nhưng cái trang này sẽ báo là số điện thoại không tồn tại. Chẳng hạn như các bạn bình thường thấy các bạn tạo ngẫu nhiên số điện thoại kiểu này. Có 10 đúng không? 1 3 4 5 6 7 8 9. Đây. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Không chuẩn. Đấy. Các bạn sẽ làm như này. Để ngẫu nhiên số điện thoại. Đấy, thứ nhất là nó không ngẫu nhiên được vì số này lớn quá này. Giảm bớt đi. Nói chung là nó không giống phải là số điện thoại, nhìn số này không giống điện thoại. Nếu các bạn muốn sống giống số điện thoại thì phải làm cách như mình hướng dẫn này. Thì đây nó sẽ ra những cái số ngẫu nhiên giống y như thật. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.